Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chọn Ngày Tốt của Phong Thủy Lộc Tài. Thì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong gần một năm qua về việc lựa chọn những ngày tốt. Thì không biết quý vị sau khi sử dụng những ngày tốt này thì công việc của quý vị thế nào? Thì quý vị hãy cho Phong Thủy Lộc Tài những cái lời cảm nhận, comment về cái công việc của mình sau khi sử dụng những ngày tốt mà Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ. Thì hôm nay để tiếp tục cái chương trình chọn ngày tốt thì Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ cùng quý vị những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch năm 2021 năm Tân Sửu. Thì tháng 9 âm lịch thì khởi từ ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021. Ngày mùng 1 là ngày Đinh Hợi. Tháng 9 âm lịch là tháng Đủ. Đấy, là tháng Mậu Tuất. Thì để lựa chọn ra những ngày tốt thì như thường lệ chúng ta vẫn phải loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh trong tháng. Thì những ngày xấu bao gồm ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử và ngày Nguyệt Phá. Cuối cùng là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Đấy, có 7 ngày xấu mà quý vị cần phải lưu ý loại bỏ. Thì đầu tiên là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương chủ về cái sự đổ vỡ hung bại, đâm ra chúng ta không sử dụng. Thì ngày Tam Nương trong tháng 9 sẽ bao gồm các ngày: ngày mùng 3 là ngày Kỷ Sửu, ngày mùng 7 là ngày Quý Tỵ, ngày 13 là ngày Kỷ Hợi, ngày 18 là ngày Giáp Thìn và ngày 22 là ngày Mậu Thân, ngày 27 là ngày Quý Sửu. Ngày Con Nước bao gồm ngày mùng 3 và ngày 27 thì trùng với ngày Tam Nương. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 25 thì là ngày Tân Hợi, chúng ta cũng sẽ loại bỏ. Ngày Sát Chủ theo mùa là ngày Ngọ, trong tháng 9 là ngày Ngọ, bao gồm ngày Giáp Ngọ, ngày mùng 8 và ngày Bính Ngọ là ngày 20, chúng ta không sử dụng. Ngày Thụ Tử là ngày Dần, bao gồm các ngày Canh Dần ngày mùng 4, Nhâm Dần ngày 16 và ngày 28 là ngày Giáp Dần, là ngày Thụ Tử chúng ta cũng không sử dụng. Tiếp đến là ngày Nguyệt Phá. Tháng Tuất thì những ngày Thìn là ngày Nguyệt Phá, bao gồm các ngày Nhâm Thìn là ngày mùng 6, 18 là Giáp Thìn và 30 là ngày Bính Thìn. Ngày Thìn chúng ta loại bỏ, không sử dụng. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát bao gồm ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu thì trong tháng này không có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái đồng công trạch nhật để lựa chọn ra những ngày tốt trong cái tháng 9 âm lịch này. Thì tháng 9 âm lịch thì theo đồng công, tháng 9 âm lịch thì gồm hai tiết là Hàn Lộ và Sương Giáng. Sau Hàn Lộ thì tam sát tại Bắc, quý vị nhớ nha, tam sát tại Bắc thì các phương là Hợi, Tý, Sửu là kỵ tu tạo động thổ. Vị trí những nhà nào mà có hướng là hướng Hợi là Tây Bắc, Tý là hướng Bắc và Sửu là hướng Đông Bắc. Thì ba hướng này nếu mà phạm, quý vị sử dụng cái la bàn 24 sơn ấy, nếu mà thấy phạm vào thì sẽ không sử dụng để tu tạo sửa chữa đụng hay động thổ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công để lựa chọn ra những ngày tốt. Tháng 9 là tháng Mậu Tuất thì những ngày tốt là ngày trực kiến. Theo đồng công, ngày Bính Tuất thì có Thiên Nguyệt Nhị Đức là tốt, các ngày tuất khác thì không có lợi. Nếu dùng sẽ bị tổn tài, nghèo khổ và là ngày đại hung. Vị trí ngày tuất chúng ta không sử dụng. Ngày Hợi thì có thiên tặc. Ngày Ất Hợi, ngày Đinh Hợi thì nên khởi tạo động thổ. Khai trương nhập trạch, giá thú xuất hành, làm các việc được đại cát. Tức là ngày Hợi có ngày mùng 1 là ngày đại cát, ngày 13 và ngày 25 thì phạm vào Dương Công Kỵ và là ngày Tam Nương, đâu chúng ta đã loại bỏ rồi. Vậy là ngày Hợi chỉ có ngày mùng 1 là ngày Đinh Hợi là ngày tốt, là đại cát. Tiếp theo ta xét đến ngày Tý. Ngày Tý thì có Huỳnh Sa, Thiên Phú. Ngày Bính Tý thì được giờ là khiết tịnh, lại có thêm các cát tinh cùng chiếu như Thiên Nguyệt Nhị Đức, Huỳnh La Tử Đàn, Thiên Hoàng Địa Hoàng
Nhưng mà trong cái tháng 9 thì không có ngày Bính Tý. Còn ngày Nhâm Tý là ngày 26 là ngày Mộc Đà Bảo Bình. Không tốt. Ngày Giáp Tý thì không có. Còn các ngày Tý khác thì không sử dụng được. Thì đồng công nói chung là các ngày Tý thì chúng ta bỏ. Không dùng. Tiếp đến ta xem ngày Sửu. Ngày Sửu thì có ngày mùng 3 Kỷ Sửu, 15 Tân Sửu và 27 Quý Sửu. Thì ngày mùng 3 và 27 là ngày Tam Lương, chúng ta không xét. Đồng công cũng nói là ngày Sửu trực bình bị Phạm Tiểu Hồng sa có chiêu tước câu giảo. Nhưng lại bị là Nguyệt Kiến xung phá. Và chiêu tước câu giảo thì bị là chủ về việc chiêu quan tư quẩn quẩn bách. Các việc chẳng lợi. Nếu làm những việc nho nhỏ bên trong có phước, bên trong thì có phước xanh cũng chỉ tạm được nhưng không có lợi ích. Nếu như đại dụng tức là dùng việc lớn ấy thì lập tức gặp việc hung. Còn Đinh Sửu và Quý Sửu sát tập nhập chu cung lại càng xấu, chỉ là ngày Sửu xấu chúng ta không sử dụng. Tiếp đến là ngày Dần. Ngày Dần thì là bị phạm vào ngày Thụ Tử thì chúng ta đã bỏ qua. Còn ngày Mão, ngày Mão trực chấp. Ngày Tân Mão và Kỷ Mão, Tân Mão và Kỷ Mão thì có các Cát Tinh, Huỳnh La, Tử Đàn. Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng chiếu khai trương. Các việc nên làm cho ngày Mão là cái ngày Tân Mão. Tức là có ngày Tân Mão này. Là mùng 5 là ngày Đại Cát. Thì có thể dùng được các việc như là khai trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú, động thổ, sửa chữa, khởi tạo kho lẫm. Đấy. Thì chủ về việc là tấn tài sản tăng nhân khẩu hưng vượng, hưng vượng lục xúc. Các ngày Mão khác là thứ cát, chỉ có Ất Mão là bị phạm vào chánh tư phế là hung, tức ngày Ất Mão 29 bỏ. Còn ngày 17 là ngày thứ cát, mùng 5 là ngày đại cát. Vị trí trong ngày Mão trong tháng 9 thì có hai ngày dùng được là ngày Tân Mão là ngày mùng Tân Ngão, Mão là ngày mùng 5 là ngày Đại Cát và ngày 17 Quý Mão là ngày Thứ Cát. Tháng 9 là tháng Mậu Tuất, vị chi là những ngày Thìn là bị Nguyệt Kiến xung phá. Đấy, ngày Thìn ta bỏ không sử dụng này. Bây giờ ta xét đến ngày 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 Tỵ. Ngày Tỵ thì có ngày Ất Tỵ là ngày 19 ấy, thì nên để ngày Ất Tỵ là ngày 19 này. Thì nên phát cỏ an táng hưng công động thổ, giá thú khai trương. Xuất hành nhập trạch thì chủ về ích tử tôn, gia đạo hưng long, phát tài đại cát. Tức ngày 19 này là ngày đại cát. Các ngày tỵ khác thì là thứ cát, chỉ nên làm việc nhỏ, chẳng lợi về hôn nhân, rời chỗ ở. Đấy. Vị trí thì chỉ có ngày Ất Tỵ thôi, Ất Tỵ là ngày 19 là dùng đại cát. Còn ngày mùng 7 thì lại được thứ cát nhưng lại bị phạm vào ngày Tam Lương là chúng ta đã loại bỏ rồi. Ngày tiếp theo là ngày Ngọ. Ngày Ngọ thì bị phạm vào ngày sát chủ, chúng ta đã loại bỏ trước. Giờ ta xét tiếp đến ngày Mùi. Thì là trực thâu, có ngày Kỷ Mùi là ngày an táng. Ngày Tân Mùi và ngày Quý Mùi thì trong tháng này không có, Kỷ Mùi cũng không có. Còn ngày Ất Mùi thì bị phạm vào chiêu tức câu giảo, lại bị Bạch Hổ nhập chung cung. Đây, Ất Mùi là ngày mùng 9 này, phạm vào chiêu tức câu giảo lại bị Bạch Hổ nhập chung cung. Còn ngày Đinh Mùi thì là cũng là ngày hung, không dùng. Vị trí ngày Mùi chúng ta cũng loại bỏ, không sử dụng. Ngày Thân thì là trực khai, có thiên tặc. Mậu Thân thì có thiên xá, nhưng lại là ngày Tam Lương, chúng ta đã loại bỏ rồi. Giáp Thân thì trong tháng này không có. Canh Thân, Bính Thân. Đấy. Thì chỉ có ngày Bính Thân là ngày mùng 10. Bính Thân mùng 10 là ngày Tiểu Cát, ngày Thứ Cát đấy. Vị trí trong các ngày Thân thì chỉ có ngày mùng 10 Bính Thân là ngày Thứ Cát. Sau ngày Thân là ngày Dậu. Thì ngày Dậu là trực bế. Ngày Dậu là lúc lúc này là mùa thu và mùa đông giao cùng với nhau. Đều là thương sát, sát thương ấy. Ngày Kỷ Dậu thì là ngày 23 bị phạm cửu thổ quỷ. Ất Dậu thì chỉ là ngày an táng nhưng trong này không có. Các ngày Dậu khác cũng chỉ nên tiểu dụng là ngũ hành vô khí, đại bại, trùng trùng.
chẳng nên khởi tạo hôn nhân nhập trạch khai trương, dùng thì bị lãnh thối, lãnh thối tài, tức là ngày hung, tức là ngày Dậu này là ngày cũng hung bại, cũng không nên dùng. Tứ chi là chúng ta vừa xét những, tìm ra những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch, thì trong tháng 9 âm lịch có 3 ngày đại cát là ngày mùng 1 Đinh Hợi, ngày mùng 5 Tân Mão và ngày 19 là Ất Tỵ, và có 2 ngày tiểu cát, tức là ngày thứ cát dùng làm việc nhỏ, là ngày mùng 10 là ngày Bính Thân và ngày mùng 17 là ngày Quý Mão. Thì vừa rồi quý vị đã cùng tôi tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 9 âm lịch năm 2021, năm Tân Sửu. Thì quý vị hãy đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể nhận được nhiều video hữu ích hơn. Thì trong những video tiếp theo chúng tôi cũng sẽ chia sẻ về những cái ngày tốt để làm những cái việc lớn như là khai trương, nhập trạch, động thổ, bốc bát hương, vân vân. Đấy, để quý vị có thể là sử dụng ngay những ngày tốt cho mình mà không cần phải đi xem thầy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất về các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giúp quý vị có cuộc sống thành công viên mãn hơn. Chương trình đến đây xin được phép tạm dừng. Xin chúc quý vị có những một ngày mới tốt lành và đầy may mắn. Xin cảm ơn.